Tingling itu kunci kemarin sama Allah. Kunci itu kunci tingling. Betul betul itu dia kunci kunci dasar seperti itu. Wah, very tribal. Wah, kita itu kunci kalau nanya di kanan, nanya di kiri. Jauh macam apa? Very macam itu very tribal. Tức là cái khả năng của nó có thể là xác định tất cả. Xác định tất cả tìm vào lò trên trình duyệt. Xác định tất cả tìm vào lò trên trình duyệt. Sau đó thì nó mới tiến hành cái việc tiếp theo, đó là biến đổi cái cấu trúc của cái thẻ nó được chọn hoặc thêm sửa xóa tương tác với các cái CSS nằm ở trong cái đối tượng này là có thể thay đổi cấu trúc nó, đúng không? Để làm được bất kỳ cái việc gì, đầu cái việc đầu tiên là xác định được thẻ sau đó làm gì, đúng không? Kể cả vẽ ra một cái bàn cờ hôm trước thì chúng ta phải xác định được xem là bàn cờ nó nằm ở đâu trong cái thẻ gì, đúng không? Hay là chúng ta muốn lấy giá trị của một cái giá trị của phần cái select lâu trước để chọn cái tính ở bản đồ đó, cũng phải xác định được xem cái thẻ nào cung cấp cho chúng ta cái dữ liệu mà chúng ta cần phải vẽ lên bản đồ. Mong còn nợ cái như thế này không? Nhớ cái này à? Cái này làm gì à? To hơn nhỉ? Đau cổ rồi, to cái sai thôi. Không phải đường bằng đường. Gọi selector rồi. Rồi gọi dữ liệu. À, nó bị nhầm. Lập chúng ta bị nhầm thế này. Cái này luôn mệt đi. Các bạn phải hiểu cái bản chất tiếp thân, cái phần này là phần quan trọng nhất ở trong degree. Không có nó các bạn chẳng làm được gì. Đó. To lên không được chứ. Sai. Đừng nghĩ nó là cái selector. Selector thực ra nó là một cái đặc điểm của đấy của đúng rồi. Thế tóm lại là gì? Đúng rồi, chính xác. Cái việc này là xác định các thẻ. Các thẻ trên các thẻ HTML mà mình sẽ sử dụng này. Thấy chưa? Chứ không phải là selector thì một phần thôi. Hiểu kiểu chưa nhỉ? Đấy, chúng ta xác định các thẻ và nhớ là output của cái thằng này nó là cái gì? C-Query Object. Nhớ nhá. Đây là cái đối tượng C-Query. Chứ nếu mà không các bạn để này nó không phải chỉ là đo đâu. Đo thì nó không có những cái hành động của ví dụ định là chấm van rồi chấm add class rồi loop class các thứ kiểu hóa đồng. Chưa? Đó. Và nếu mà chúng ta làm như thế này dù là nó sẽ ra mấy cái dữ liệu, mấy cái thẻ. Làm như này nó ra mấy thẻ? Theo các bạn nó ra mấy thẻ? Tôi có dưới quạt đâu mà lại được. Công tắt quạt đi. Hả?
tắt quạt đi thì hết lạnh. Hai nút trong rồi. Ngoài đâu, nó lỗi gì? Không, bài hôm nay học về selector và những cái hàm hỗ trợ nào. Sao nhỉ? Rồi, theo các bạn bây giờ nó lốc ra những cái gì? Tâm lý hai lẻ sai, nó lốc từ mạng đúng không? Thử nhé. À chết, chưa có jQuery. Đấy. Máy. Nhìn xem là máy. Tại sao lại một, tôi có hai cơ mà. Hai cái tăng ít một. Không. Đừng nghĩ thế. Chúng ta lấy, đây là cái gì? Cái dấu thẳng là cái gì? Thì nó sẽ sao? Thứ tồn tại duy nhất rồi. Ai như là cái thẻ ưu tiên xác định là tồn tại duy nhất rồi. Chẳng, người ta quy định là cái gì có ID thì theo người ta quy định thì trên một trang HTML đã được phép viết nhiều cái giống nhau, tuy nhiên với nên là người với thẻ ID riêng, đúng không? Thế vậy là đã là riêng rồi thì nó sẽ bằng mấy, số lượng sẽ bằng mấy, một. Cho nên jQuery nó khi mà chúng ta xác định cái một cái thẻ nào tập hợp cái selector, nếu mà là giả ID thì nó sẽ ra phần tử có ID thỏa mãn selector đầu tiên mà nó gặp, được chưa? Đó, và nó chỉ ra một đối tượng thôi. À, đừng nhìn đến đây, đây nó là cái ấy nhá, đây nó là cái mảng mà bị nhầm nhé. Bởi vì sao? Nếu chúng ta thử cái ps này .css, chúng ta thử xét cái phần color sang màu đỏ, cái là chúng ta nhìn thấy ngay. Ủa, à red, phẩy phẩy. Thấy không? Được chưa? Xong chưa? Red thì bao nhiêu thằng được thay đổi? Nếu mà là mảng ấy, thì nó phải thay đổi hết đúng không? Lưu ý cho tôi, cái đầu tiên với jQuery, selector mà chọn cái ID thì nó sẽ tìm được cái thằng đầu tiên mà nó gặp, được chưa? Thằng đầu tiên mà nó gặp, nốt vào cái này nó rất là quan trọng đấy, sau này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến công việc. Không biết cái này là chết. Cái này có không? Không có. Không có cái last try. Cứ nhớ tôi cái selector là ID thì nó sẽ ra một cái đối tượng thôi, một thẻ thôi, thẻ đầu tiên mà nó gặp. Được chưa? Tiếp theo, các bạn để ý này, nếu một cái bây giờ tôi đổi cái này thành class
tôi sửa cái này thành dấu gì? Chấm. Đưa các bạn để ý này. Mấy? Mấy phần tử? Hai đúng không? Thấy khác nhau đâu? Viết vào. Còn gì nữa? Bây giờ với cái PS tôi cũng lại chấm CSS. Bây giờ cũng lại là sửa color thành màu đỏ. Mấy thằng bị đổi? Đó. Ông làm sao đấy, hay là cái quả mà cái sẽ đỏ thôi. Và đặc biệt hai phần này các bạn định nhé. Nếu như bình thường ấy, nếu như bình thường mà chúng ta đã xác định được hai phần được rồi, để thay đổi CSS của mỗi thằng này chúng ta thường thường phải phối dùng một cái vo để đếm xem những cái để chạm tương quan tương phần tử để một sau đó mới thay đổi CSS nó khác hơn sang một đoạn. Nhưng ở đây các bạn thấy nó chạy mấy bộ ấy. Số lệnh để thay đổi xong rồi. Một. Một. Do đó nếu mà chúng ta sử dụng cái lệnh CSS nào để thay đổi được cái các bạn cần thay đổi thuộc tính hay thay đổi class của thuộc tính nhé, mà thay đổi giá trị cũng là thuộc tính nhé, đúng không? Thì chúng ta chỉ đơn giản là sử dụng cái này làm sử dụng duy nhất một câu lệnh cho toàn bộ những cái selector đấy là được, chứ không phải phối mệt. Yeah. Với ở đây nhắc lại một điều đó là nếu mà chúng ta sử dụng cái selector là ID thì chúng ta một đối tượng, còn nếu sử dụng selector là class thì nó sẽ ra có bao nhiêu nhiều đối tượng, kể cả ở trên cái trang HTML của nó có ít hơn, tức là nó chỉ có một cái thôi, nó cũng ra một mảng. Nó cũng sẽ ra một mảng. Bây giờ các bạn thử nhá. Tôi reload này. Tôi lấy cái PS ở vị trí số 0. Tôi tiến hành CSS cho nó. Color chuyển sang màu đỏ. Này có được không? Lỗi. Ở đây lỗi thật đấy. Đây nhá, PS của chúng ta đang là hai phần tử đúng không? Đây nhá, các bạn nhìn thấy PS 2 không? 1 2 đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành là PS thì nó bằng hai thằng này. Bây giờ PS ở vị trí số 0 thì ra cái thẻ P đúng không? Thấy không? Thẻ P này là cái gì? Đã ra thẻ thì nó sẽ là Đo không có gì là cái khủng đâu, đo nó chính là cái thẻ. Đo nó chính là cái thẻ. Mà đo thì không phải gì query object. Nó không phải là gì hết thuần. Đúng rồi, có thể nói là gì hết thuần cũng được. Cho nên đo nếu là đo nó là gì hết thuần thì chúng ta không thể có thể có cái trò là chấm CSS đây là hàm dành cho đối tượng gì query object. Được chưa? Chúng ta phải phân biệt rất là rõ ràng ở phần này. Select thì select ra nhiều, nhưng mà nếu chúng ta để ý này, nếu mà để chúng ta có thể thực hiện được cái trò là P0 mà thay đổi CSS cho nó thì chúng ta lại phải là đô la đóng ở ngoặc PS ở vị trí số 0. Như này thì ra đối tượng này, các bạn thấy không? Như thế này thì ra đối tượng này. Được chưa? Sau đó chúng ta mới tiến hành là chấm CSS cho nó, cho cái color của nó sang màu đỏ như thế này thì được, thấy không? Bây giờ tôi CSS cho phần tử số 1 index 1 sang màu đỏ, thấy chưa? Lưu ý nhá, khi là đã là nếu mà chúng ta dùng ID của thằng thì nó sẽ ra thẳng một cái object jQuery luôn, ra một cái thôi nhá, thấy chưa? Còn nếu mà chúng ta dùng class thì nó sẽ ra là hai cái đo, một cái mảng trong chúng nó hai cái thẻ trong HTML thì đúng không? Được chưa? Do đó nếu mà muốn tương tác với từng thằng một thì chúng ta phải làm sao bao cái đô la mở ngoặc phần tử ở ngoài để chuyển nó thành jQuery object, sau đó chúng ta mới thêm sửa xóa tương tác cái gì bằng jQuery.
lưu ý nhá. Cái phần này nó rất là quan trọng và nó cũng khá là khó hình dung, cho nên chúng ta phải thực hành. Bây giờ về thực hành nhiều vào. Tiếp tục này. Bây giờ nhá, tôi bỏ cái câu chuyện này đi. Bây giờ tôi có một cái UL. Rồi. Như này. Tôi muốn tiến hành xóa các cái thẻ LI. Đây là target nhé. Cái nào là target từ cái này là II. Đây cái giao diện của chúng ta bây giờ nó thành như thế này. XII. Đúng nhỉ? Hình như sai. Đây như này đúng không? Bây giờ tôi muốn là xóa những cái thẻ có XII. Tôi chỉ biết giao diện như thế này. Tôi yêu cầu các bạn là xóa hết cho tôi những cái thẻ nào có x và y. Cấu trúc HTML này. Giờ làm sao để xóa? Xóa hết. Trúc. Xóa dùng hàm gì? Đúng không? Remove. Rồi giờ sao? Thằng con à? Ở đọc cho tôi câu lệnh để xóa nào. Câu lệnh để xóa những cái phần tử có XII. Đô la. Cái gì ta kíp? Chấm ta hít. Chấm. Chà. Này. Rồi sao nữa? Tạo một cái biến. Và parent. Mình không có cái gì? Muốn tìm cái gì? Tìm phần tử con. Thế mày đang select cả cái, tất cả những cái thẻ có class người ta ghi đi rồi đấy. Mày còn muốn làm gì nữa? Thì đang tra làm gì? Tôi chỉ muốn xóa hai người thôi. Thì mày remove đi. Đơn giản hóa vấn đề thôi. Làm gì mà to tát đấy? Tìm đến cả bố nó. Xóa đi. Đâu? Đọc lại nào. Nhìn cấu trúc HTML kìa mà xóa. Tùy nghĩ nào nghĩ, tôi chỉ muốn xóa những cái thằng có chứa XII và II ở trong đấy. Ở trong cái mớ LI này. Giờ làm nào. Tiến. Đô la chấm. Đây à? Chắc chưa? À.
Bài toán nó cực kỳ đơn giản chứ không có cái gì khó đâu. Nhìn thấy nó là có cái ý. Hai thằng này chúng ta phải xác định một cái điểm chung gì quen một phạm bài luôn. Được mẹ. Không nhận. Công toàn là cũng đảm bảo vấn đề gì thôi. Cứ thẳng mà trọng tâm của yêu cầu mà làm. Làm xong rồi vẽ gì vẽ. Được chưa? Tiếp tục nhá. Đây là tự thêm đi, mình vẽ thêm ra. Rồi, đây. Giờ tôi có bài toán đi này. Đây là thằng này là ID bằng 5. Thằng này ID bằng 6. 37, xin lỗi. 0, tôi không thích. Đây, những cái này để tôi đánh dấu thôi nhé. Rồi. Ủa, sao bố mình còn đâu. Rồi, 5, 7, 8, 9. Được chưa? Bây giờ tôi cần xóa những cái có thuộc tính. Có thuộc tính target ID bằng số lẻ xóa. Tôi muốn xóa những cái thằng có thuộc tính target ID có giá trị của số này. Làm này. Sao biết không? Biết nhưng mà làm. Ừ, cứ nói cách trước đi. Xét xét xem số này. Xét xem số này không? Xét kiểu gì? Đầu tiên là selector để xác, chúng ta phải có một cái selector để xác định tất cả những cái thẻ đúng không? Tất cả những cái thẻ mà có tag có thuộc tính target ID đã. Rồi sẽ lấy ra một cái biến. Biến gì? Và target bằng cái gì viết như nào? Đó. Không biết rồi. Ông ấy. Ông đọc cho tôi làm nào để tôi xác định tất cả những thẻ LI có cái thuộc tính là target ID. Không biết chất lượng luôn. Biết kiểu gì? Biết như này hả? Này hả? Thì điên à? Chẳng bao giờ có cái này. Như này hả? Biết như nào? Đây, ra gì không? Chẳng ra cái gì cả. Thế làm nào để xác định các cái thẻ có thuộc tính là có cái thuộc tính target ID? Quy. Làm sao để xác định những cái thẻ có thuộc tính target ID ở trong thẻ? Lộc. Sao? CF thì làm sao xác định được các cái thẻ có thuộc tính? Dấu gì? Ừ. Thì
cái gì đọc lại nào. Như nào đây ạ? Đây ạ? Đâu? Làm gì có hàm nào thế? ATTR. Target ID. Này ạ. Đúng không? Đúng rồi, ra được. Đây là lấy giá trị của phần tử. Lấy giá trị của ATTR của phần tử LI. Nhìn nó thấy sai. Nó là selector. Ô, bọn này chứng tỏ học rất dốt CNF luôn. Thì cái selector không biết. Đây ạ, à, thực có bố. Nó như thế này có bố ạ. À. Bố chẳng biết cái gì cả. Hiếu, có nhớ không? Giờ nhớ ra chưa? Hả? À? Cái gì? Đúng rồi. Chính xác. Chẳng nhớ cái gì cả. Cái gì nó cũng có áp dụng nhá. Chứ đừng nghĩ là quên đi mà được đâu. Đây giờ sau rồi tôi đã lấy ra được các cái tất cả các thẻ có ấy thuộc tính là target ID ở trong thẻ rồi. Giờ sao nữa? Xem cái gì? Hả? If target chia cho 2 dư 1 này à? Ừ, console log ra là gì? Deleted à? Thế không phải làm gì? Nó là số lẻ à? Ừ thì nó là số lẻ. Nghĩ đi, trời ơi, nghĩ đi đã. Xem bây giờ mình cần phải làm cái gì? Bài toán nó nhỏ này mất thời gian quá. Nào, cái target này là cái gì? Đến cho thằng Huy nói không? Target là gì? À, target, cái biến target này bây giờ nó chứa cái gì? Chuỗi. Đừng nghe cái thằng nó không biết cái gì cả, ông đừng nghe lời nó. Cái target này bây giờ nó chứa cái gì? Chứa các phần tử có thuộc tính là target ID. Đúng, bây giờ sao nữa? Nó là một mảng đấy, chính xác. Ừ. Tiếp tục đi Huy. Kệ nó, thằng đấy nó nhảm mà. Quan tâm nó gì? Đó. Bây giờ coi như mình có 4 cái thẻ LI rồi. Bây giờ làm thế nào nữa để xóa những cái thẻ có phần tử có cái số, có cái giá trị của target ID bằng số lẻ. Lẻ mới xóa. Nào. Rồi.
này chết, cái này vô bài tập thực tế làm gì mà. Bây giờ tôi có 100 số. Tôi có 100 số. Được chưa? Có 100 căn nhà này. Trong căn nhà trong đó có 4 căn có 3 phòng ngủ, trong đó có 4 căn có 3 phòng ngủ. Tôi bây giờ được yêu cầu là tôi tiến hành là cứ cái căn nào có 3 phòng ngủ, 3 phòng ngủ thì lắp thêm cho một cái giường. Đây là toàn thực tế nhé. Cái biết là nhà có giường thì chưa. Cứ căn nào có 3 phòng ngủ thì lắp thêm phòng cái giường. Trong một khu kiểu là khu nhà chung cư. Là các bạn làm nào để lắp được cho tôi này xuống giường. Và các cái phòng này kia mà không có tắc bẩn. Làm thì làm giường đúng không, đi tìm từng căn một. Thứ nhất này, nếu mà các bạn đi tìm tất cả trong 100 căn nhà này, chắc là đến Tết kéo xong, bởi vì không phải lúc nào cũng mở cửa đúng không, chả biết là khi nào xong, thì các bạn phải để làm gì vậy? Còn nó là cái bọn xây ra, nó có bản đồ rồi đúng không, có bản đồ và nhà sẽ biết được những cái căn nào là căn có bản. Sau đó nó vào từng căn một, nó vào từng căn một và tiến hành lắp giường. Với địa chỉ này mà thì ở đây chúng ta vậy, tôi đã cho chúng ta cái số căn có 3 phòng ngủ như thế này, thấy không, là tôi đã xác định cho chúng ta một cái tập hợp, một cái mảng của các phần tử thỏa mãn điều kiện rồi. Và mãn điều kiện một rồi là có cái target ID, có thuộc tính target ID được, được chưa? Nhưng bây giờ tôi mới là lấy tập hợp các thẻ này thôi, tôi chưa biết là cái thẻ nào nó cần phải xóa. Đây các bạn để ý này, chung thì làm ăn càng ngày càng bố láo. Ở đây chưa còn số lót. Không phải đổ tới buồn ngủ buồn nhiếc thì cả thằng nào mà chả buồn ngủ. Đây thấy không? Các bạn thấy không? Một này. Một này. Hai này. Ba này. Bốn này. Đúng chưa? Đã xác định cho các bạn những cái thằng nào là cái thằng mà có cái tag ID rồi. Bây giờ việc của các bạn là chỉ lặp lại thêm một lần nữa để lấy ra những cái thằng nào là số gì? Có lẽ là xóa mẹ anh, đúng không? Vừa xong xóa tuần và hủy đang làm làm sao để tìm các phần tử trong mạng có tiến nó không làm chứ có gì nữa. For it. Đúng không, lắp for và y bằng 0 y nhỏ hơn target.len. Đây tôi còn son log tiếp ra target ở vị trí thứ y. Này, đúng không? Đúng chưa? Rồi sao? Sao nữa? ATTR và cái target ID value bằng đô la target ở vị trí thứ y
.attr của cái target ID. Sau đó console log ra cái target ID value. Đủ số chưa? Đúng chưa? Có phải là 5, 7, 8, 9 không? Rồi sao? Rồi sao nữa? Lộc. Hả? If. Chia hết cho 2 bằng 1 thì con số log là mẹ gì vậy? Mày muốn ăn bưởng không? Đô la, à thằng này khôn rồi, biết dùng đô la rồi. Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Đấy. Có thế thôi. Chẳng có gì khó mà có 4-5 cái dòng bạc. Phải động não lên. Mày có cái gì mày không biết đâu. Không tin là quốc gia giết em không học, chỗ đó, chẳng có gì luôn. Xong chưa? Mày đã cốt chưa? Xong chưa?
Tiếp tục này. Tiếp tục nhá. Quay lại một cái bài toán rất là nổi tiếng. Bài toán nổi tiếng. Chúng ta có một cái bây giờ tôi kéo cái bootstrap vào cho nhìn nó đẹp đẹp tí nhá. Bring view này, bootstrap. Rồi. Chúng ta có cái table. Được nhỉ. Đây. Bài toán như này. Các bạn xây cho tôi cái bảng. Để cho nó nhanh thì các bạn có thể lên trên bootstrap của bạn copy, lên những GitHub các bạn copy về cũng được. Lên những GitHub lesson 12. Rồi các bạn lên lesson 12 để lấy về nhé. Bảng của tôi sẽ như thế này. Chúng ta đã làm được cái đoạn này. Nhìn cái checkbox. Rồi. Biết phải làm gì chưa?
Xong chưa? Giờ tôi cứ bảng ra. Thằng kia mày đã xong chưa? Mày ngồi một người. Mày đã xong chưa? Rồi. Đi kiểm tra trong đấy thằng kia xem nó xong chưa. Không phải ngồi đấy mà chơi đâu. Xong chưa? Mấy anh em lên GitHub và cái trang phải là up lên copy code để thế nghe trả sao? Đúng chính là đúng như hay mà thì bảo có mà đúng không cái hay xong chưa? Rồi. Bây giờ bài toán sẽ đặt ra như sau. Để này. Các bạn có để ý cái thằng Gmail không? Đây. Thấy không? Thấy không? Đây này. Bỏ này đi phát thì kia mất này. Thấy không? Chúng ta làm giống y hệt nó. Thấy không? Rồi làm nào. Bài toán này làm nào. Tiến. Nghĩ cách tôi làm nó làm bài toán. Tôi tích vào đây một cái này. Đầu tiên này. Nếu tôi tích vào đây một cái. Nếu nó đang trong trạng thái là chưa tích nhá. Tích vào đây một cái thì tất cả các thẻ này đều tích. Thấy chưa? Nếu mà tôi bỏ tích cái này thì tất cả đều bỏ tích. Mà nếu mà đã được tích rồi. Để lưu ý, nếu mà đã được tích rồi mà bất kể một trong những cái thằng này nó bị ăn tích đi thì thằng này cũng mất tích. Đấy chưa? Mà trong trường hợp nếu mà tất cả thằng này từng cái một nó được tích vào, tích hết vào thì thằng này cũng tự động được tích. Đấy nó hay. Làm nào. Chí gì? Cái này do sao chép có rất là nhiều cái toàn như thế này. Thế tôi nói bài toán là bài toán nổi tiếng. Và nó phù hợp với chúng ta với level của amateur để dùng để luyện tư duy sắp xếp chẳng có gì về thuật toán ở đây cả. Làm nào nào hiểu làm thế nào để tích vào đây một cái tất cả các thằng ở dưới được tích phải thông minh. Được, nói cái hiểu ngay. Chúng ta lưu ý như sau này. Ở cái thằng TH này, chúng ta nên để cho nó một cái class vào đây là leader. Ví dụ thế. Leader. Các cái thằng input khác, chúng ta để cho nó một class là member cho nó dễ dùng. Cho nó dễ làm thôi. Các thằng khác cho nó member vào đây. Sao mình vẽ nhiều nhỉ? Ôi vẫn còn không? Rồi. Các cái thằng nằm ở trong cái TD này này, chúng ta sẽ cho nó cái class làm member. Được chưa? Rồi xong. Bây giờ làm giải quyết cái bài toán đầu tiên trước là bắt sự kiện cho thằng leader. Khi leader được kích thì tất cả thằng con ở thằng member đều được kích. Giờ chúng ta có sự kiện gì? Nào, Huy. Bắt sự kiện cho thằng leader đi. Leader. Chấm click. Function. Đóng mở ngoặc. Rồi giờ sao? Đây. Tôi không nhớ lắm. E-check.
không nhớ cái hàm này lắm. Nó click rồi đấy. Đây đây. Thế chắc Huy nó vừa đọc đây. Không cần. Cần gì? Con này ngáo à? Để giờ chờ tí nhá. Check it. À đây không? Ờ, làm nhầm. Đây. Thử nhá. If this is checked. Bằng gì? True này, false này, true này, false này. Đúng chưa? Biết thêm một cái nữa ghi vào. Để kiểm tra trạng thái của thằng checkbox hay là thằng radio button này thì chúng ta có hàm là is checked để biết xem nó có đang được tích hay không. Hả? Để kiểm tra cái trạng thái của thằng những cái thằng mà ví dụ như kiểu là check thẻ checkbox hoặc là thẻ radio button này. Radio là cái hình tròn tròn ấy, nhớ không? Nó có được tích hay không á thì sử dụng cái is checked như này. Bây giờ chúng ta xong chưa? Xong chưa? Rồi, giờ sao chúng ta if this is checked thì sao? Tức là bây giờ chúng ta biết được trạng thái khi mà cái thằng leader này được tích rồi. Giờ sao nữa? Thì như này là true còn gì nữa? Member thì sao? Chấm. Quyết định làm gì vậy? Sai. Sai. Search đi. Ô hay. Không biết thì phải search đi chứ cứ chờ thế. Search đi. Rồi mẹ này. Chấm chích được. Bằng mặt chu. Chu. Chấm chích được. Đã chịu được bằng mặt chu. Chu. Đây. Này à.
sao rồi thì tìm tiếp đi. Tôi càng tìm lâu tôi càng có thời gian đọc chuyện. Thằng kia mày nhìn cái gì? Làm đi, tìm đi, tìm được chưa? Chấm bờ lỗ. Đây. Bên trong là chỉ là sở trên chỉ được. Sao vậy? Sai, tôi biết sai. Rồi tôi biết sai. Đấy. Xong chưa? Stack on the level. Xong chưa? Đây này, selector này, probe, checker bằng su là nó tích tất cả cái thằng selector này có cái selector này chuyển trạng thái của cái thẻ checkbox thành su sao. Rồi sao nữa? Bây giờ thằng này ăn tích gì đó? L2 L phone. Ôi giời ơi, L lại còn phone. Không, L cái kia còn phone. Cái này à? Sao con rốt vậy? Mất 4 dòng để làm, 5 dòng để làm. Thấy hiểm cục kích. Này có dễ hiểu hơn không? Sao? Có vẻ hờn. Chừng cuối ra tay được khác. Rốt thì đừng hỏi nữa. Ừ. Không thả nó đi lên công ty nó chửi cho. Nào, tiếp. Xong rồi gắn đầu tiên đúng không? Nào, trả lời, xong chưa? Rồi. Hả? Mày có lỗi nhiều chỗ. Có mỗi mấy cái dòng không cốt xong. Chẳng hiểu cái gì. Tiến lên chỉ nó ra. Yếu kém này, mà tiếng ra trường. Không bằng cái thằng đang học GS môn của kỳ 3 này. Quá nhục. Tiếp tục. Xong rồi này. Bây giờ chúng ta làm được cái trò là kích vào đây thì tất cả được kích, mà bỏ kích vào đây thì tất cả không được kích. Là làm cái kích nào không?
nếu mà tích vào bất kỳ một cái thẻ nào ở trong cái mớ member này, đấy nhá, nếu mà kích vào bất kỳ cái thằng nào trong mớ member này, trong trường hợp tất cả mớ con này được kích hết, tất cả mớ con này mớ member này được kích hết, thì thằng ở trên kia tự động tích. Giờ làm nào, làm nào, chụp kiến gì trả lại cái này sao? Sao? Không khó các bạn, này rất dễ. Làm sao để biết được tất cả các thẻ member tính hết? Tôi có ít nhất 3 cách chuẩn kiểm tra cái mớ này là phải tự biết. Và nó giải quyết được vấn đề. Cách này ngu hơn. Không, chẳng có cách nào của mình nhé. Cách nào hợp lý đâu. Tiếp tục đi. Giờ làm sao? Làm đi. Ờ, phải phải. Không biết là thông minh sướng là
rồi bắt sự kiện cho tất cả các thằng member. Đấy. Đọc đi. Đồ là các member. Rồi, cái này mình viết rất dễ. Phạm nữa. Phạm nữa. Xem này. Không cái mông. Mày chẳng biết cái gì. Mỗi một lần kích vào thì cái biến cao này lại là mới. Mới tinh tình luôn. Bây giờ? Bây giờ sao? If member check with len bằng với đô la member chấm len. Đúng chưa? Nghĩ ra có đúng không? Tôi thích thế. Đây là console. Dạ. Đây nha. Thử nhá. Có phải chưa chơi game không? Còn một thằng đấy. Xong chưa? Đúng không? Còn làm cách ngu xuẩn kiểu dạng thằng chung nó sẽ làm là như thế này. Chưa chơi hết này. Về đến bao giờ hết là thôi. Ông sẽ đúng là làm như vậy luôn ý. Check hết rồi đấy. Được chưa? Bây giờ sao? Nếu mà check hết rồi thì sao? Ngày đúng không? Có vẻ sai. Đúng cái gì mà đúng. Nói bọn này vẫn thấy ngu. Viết ít code thôi.
mấy dòng. Bài toán nổi tiếng giải cái bậc mà mày làm cũng thấy nó đỡ nổi tiếng nào. Sau đấy giải cái xong, do chúng ta xử lý thế mà xử lý thêm thì bớt cái gì, khai thác triệt để những cái thứ mà jQuery nó có để mà làm cho gì nữa. Không nhớ. Code này nó đã gần như là tối ưu rồi, cho nên là các bạn đọc sẽ hơi khó hiểu một chút. Khó hiểu hơn cách tường minh là lúc nãy tôi code. Bây giờ các bạn có thể là dựa vào đây để tìm ra cái cách tường minh kia thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn, chứ không cần phải nhanh quá như thế này, nó sẽ khá là khó hiểu.
xong chưa? Kinh nhỉ. Không. Đúng rồi. Xong chưa? Nghe không nhỉ? Tôi còn nhiều bài ạ. Rồi. Đây. Bây giờ tìm cách cho tôi. Nếu mà đây, chúng ta sẽ có cái này. Bây giờ bài toán chúng ta sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Ví dụ tôi chỉ là còn để lại khoảng hai cái TR thôi, làm nó dễ. Đây, còn hai cái thôi. Bây giờ yêu cầu như sau. Bấm vào đây. Nó bật ra một cái mô đồ. Làm đi. Nhìn gì?
Đó, anh lên, đầu tiên là bật bấm vào đây, bấm vào cái mô đồ, cái mô đồ có cái form này, sau đó thêm vào đỉnh sau đi copy vào mà làm. Cái gì? Sợ đi. Nó bảo sao? Theo quan niệm của tôi, chưa chắc là đúng, bởi vì tôi không làm nhiều lắm, tôi không làm những cái mảng đấy, tôi không rõ lắm. Theo quan niệm của tôi, cái này là cái website như thế này, phần trên này là một thông tin để giới thiệu. Ở dưới này là dự án, ở dưới này là gallery, ở dưới này là info. Vì gì đấy, rất là nhiều phần như này. Và trên là có phần menu đúng không? Yeah, đây là giới thiệu này, đây là dự án này, đây là thông tin. Bấm vào đây là này. Focus xuống từng phần từng. Trên một trang. Đây là định vị. Tất cả thông tin chỉ có trên một trang chủ thôi. Bấm vào đâu thì nó focus xuống đây. Theo quan niệm của tôi. Không. Ừ. Ấn là nó hiển thị xuống đúng cái phần này, scroll xuống đúng cái phần này. Thế theo quan niệm của tôi còn chính xác là như nào? Đúng không? Nó tự scroll xuống rồi. Thấy không? Đúng không? Chắc có thằng nó gọi anh về mình biết. Xong chưa? Sao lại bật mỗi cái mô đồ lâu thế? Thằng thi ban này xong chưa? Hả? À? Sao? Bật cái mô đồ ra. Bật cái này. Bật cái mô đồ ra. Mày không chưa? Mày làm gì làm nhanh chứ? Không quan tâm. Đây là việc không? Thằng kia thích bát cái mượn cái dây cắm của nó. Nó không mang dây. Xong chưa?
Mày nhét trên bóc vào đấy làm gì? Mày cứ làm xong đi rồi mày đã hỏi. Chưa có cái gì thì đừng hỏi làm gì cả. Tốt nhất là cứ làm xong. Đi bài đó. Để bài không chọn. Mục đích bấm một kia làm sao làm hiển thị cho tôi một cái dòng TR nữa. Gồm checkbox và nên. Đây sẽ là bài về nhà, bài lát tới chúng ta. Mày làm đi, làm đến bao giờ hiển thị ra được thêm một cái dòng nữa cho tôi là được. Xong rồi, đi ăn sáng thôi.